không thích dọn dẹp, thế nên là cần một người biết rửa chén là được rồi chị. Thế đó giờ ăn xong đập chén luôn hả? Profile chương trình em ghi là em định không có lấy vợ đúng không? Dạ. Lúc em chia tay em cũng định không lấy chồng luôn á chị. Trời ơi. Miễn anh đàn ông là được rồi. Đó, cái đó mới mệt đó, cái đó mới mệt á. Bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người. Em tên là Đỗ Phương Duyên, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. À, năm nay em 32 tuổi, em tuổi con cọp. Dạ, em làm nhân sự. Em là dành cả tuổi thanh xuân để tính lương cho đồng nghiệp đó chị. Trời ơi, hay quá. Làm nhân sự là khó tính lắm đó nha. Sao anh biết hay vậy? Trời ơi, làm nhân sự là một trong những khâu rất là khó. Mà dưới là mọi người rất là sợ. Chàng trai bên đây, mình giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Và chào quý vị khán giả có trong phim trường. Tôi tên là Lê Duy Linh, năm nay tôi 38 tuổi. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là kỹ thuật cho công ty cung cấp thiết bị cho rạp chiếu phim. Kỹ thuật á hả? Dạ. Về âm thanh ánh sáng dạ. Hả? Không, về âm thanh. Kỹ sư âm thanh á. Kỹ sư âm thanh, dạ. Rồi. Một bên là nhân sự, một bên là kỹ sư âm thanh. Bên kia 32, bên đây 38. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sự nhiệt tình. Em cũng vui vẻ, tính em cũng năng động. Nhiều khi nó cũng tăng động. Tăng động luôn. Khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính chút xíu. Cái gì mà không giữ em là em hơi khó chịu, mà em nhăn khó chịu. Không, đừng nhăn. Dạ, không cười. Nhăn là đã thấy khó chịu rồi, nhăn chi nữa. Dạ. Sở trường sở đoản của mình là gì? Em thích đi du lịch. Mình còn gì nữa? Dạ, em cũng thích ca hát. Ca hát. Chị có dám nghe không? Dám chứ. Sở trường hay là sở đoản? Em hát thử. Hát thử là biết liền nó sở gì ha. Dạ. Rồi, xin mời. Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu. Vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đã sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng. Sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ. Xin cho ai nói cô đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bản con tim em mãi muôn đời. Hay quá, giọng quá trầm quá vang luôn ha. Vậy là sở trường là ca hát rồi đúng không? Dạ. Rồi, bạn trai bên kia cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn nữ? Giọng hát hay chị. Em hát được không? Dạ em hát được. Em hát câu đi. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Rồi, em có những cái ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em là hơi ít nói. Ít nói? Không sao, ít nói cũng là một ưu điểm đó em. Rồi còn có tật xấu gì không? Dạ, không có tật xấu. Không có. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao năm? Mối tình dài nhất là được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em lo sự nghiệp của em á, cho nên người ấy không có đợi em được á. À. Nên là cô ấy đi lấy chồng á. Rồi. Bây giờ công việc ổn định chưa em? À, công việc thì giờ cũng ổn rồi chị. À, nếu bây giờ được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm là... Tình trường mình sao cơ? Dạ, mối tình chính thức của em là được 5 năm. Rồi lý do sao chia tay? Dạ, tụi em cũng gần đến lúc là cưới nhau rồi thì hai gia đình có nhiều trục trặc á xảy ra, nên sau đó 2 năm thì tụi em chia tay. Rồi gần đây có mối tình nào nữa không? Dạ, nhỏ lẻ em chưa có chính thức. Nhỏ lẻ nữa hả? Chưa tính hả? Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Dạ, ở không khoảng 3 năm rồi. Lý do tại sao 3 năm không có ai?
Dạ chắc tại đi du lịch nhiều quá thì... À em hay đi du lịch lắm hả? Dạ đúng rồi. Nhiều khi công việc sao? Cuối tháng chuyển lương là đầu tháng đi du lịch cho xả stress đó chị. Sung sướng quá ha. Rồi vậy bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Trưởng thành. Em thì thích nấu ăn, thế nên em mà em không thích dọn dẹp, thế nên là cần một người biết rửa chén là được rồi chị. Chứ đó giờ ăn xong đập chén luôn hả? Rửa chén luôn em trai. Biết rửa chén, biết rửa chén, biết dọn dẹp nhà cửa. Vậy được. Cao chắc khoảng từ gần 1m7. Tại em cũng cao 1m62 rồi. Em cao, em mang giày cao gót nữa chắc lên được 1m7 luôn. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m68 chị. Được rồi. Dạ được rồi chị. Rồi. Rồi bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia sao, em đoán luôn đi. Hai bên cứ trao đổi với nhau trực tiếp luôn đi cho nó thoải mái. Em cũng mong muốn có một chàng trai là có trách nhiệm. Rửa chén cho em nha anh. Rồi, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi rồi. Chưa thấy mặt mà đòi rửa chén cho người ta luôn. Thích cái gì, không thích cái gì nói luôn với ảnh đi coi sao. Mình không thích cái gì ở người đàn ông. Anh thích người phụ nữ như thế nào trước đi em? Biết quan tâm, chia sẻ, biết tôn trọng người trên rồi, và biết cách cư xử là được rồi. Dạ. Đặc biệt là phải chung thủy. Dạ em rất là chung tình anh. Em dạ, một mối tình là từ đó là giờ 5 năm tới giờ luôn anh. Dạ vậy dạ. Được chưa? Dạ được. Vậy thôi hả, đơn giản vậy thôi hả. Cao thấp bập ốm gì cũng được hết. Quá dễ. Rửa chén được đúng không? Dạ rửa chén được. Giặt quần giặt áo được đúng không? Dạ được. Quét nhà cửa được đúng không? Dạ được. Giữ em bé được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Được luôn hết không? Em rất là mong muốn. Đúng là đàn ông của gia đình. Bên đây ngon rồi đó. Tìm một người bạn gái là có yêu cầu gì không? Biết tôn trọng mình là được rồi chị. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Thì đừng có khó chịu quá, nóng tính quá cũng không được. Trong profile chương trình em ghi là em định không có lấy vợ đúng không? Dạ thì nhiều khi em cũng nghĩ là do phụ nữ nhiều khi nóng tính quá, mình cũng ngại á. Trời, phụ nữ nào nóng tính lâu lâu mới có người thôi chứ em. Sợ cái không muốn lấy vợ luôn. Sợ phụ nữ hả? Không phải sợ phụ nữ mà sợ cái tính cách, cái tính sợ nóng tính rồi sợ gì nữa? Sợ mà hay càm ràm, nóng tính hay càm ràm à. Dạ. Rồi có sợ phụ nữ gì nữa không? Dạ không. Bây giờ đã muốn lấy vợ chưa? Dạ, bây giờ có thể lấy vợ được rồi. Bây giờ gia đình em phản đối thì em tính sao? Chắc không có phản đối đâu chị, tại em cũng lớn rồi. Nên là em có thể quyết được cái vấn đề đó. Ngộ ta, tự nhiên sao mà có ý nghĩ sợ phụ nữ đâu có ai mà hung dữ gì đâu. Nha, yên tâm không có sao hết trơn á. Trời đất ơi. Lúc em chia tay em cũng định không lấy chồng luôn á chị. Trời ơi, nhưng hai người này xứng luôn. Mắc nhưng mà lúc gì? Mà chương trình gọi điện cho em là gực dậy cái niềm đam mê của em rồi chị. Đam mê lấy chồng mà hả? Mê trai. À, mê trai. Bây giờ em cảm nhận cô ấy có càm ràm không? Em chưa thấy càm ràm. Có nóng tính không? Dạ, em chưa thấy. Có đó. Có. Nãy cô nói hơi nóng tính đó. Nóng tính. Cuối tháng em có nóng tính không? Cuối tháng mới nóng tính đúng không? Cuối tháng mới nóng tính. Phải gọi là tới tháng nóng tới tính tháng đó. Dạ không. Cuối tháng là tính lương em mới nóng tính anh. Bình thường là đầu tháng giữa tháng không sao. Thì tới tháng đó. Tới tháng là nóng tính là bởi ai cũng đòi lương đó. Nói gì mà mấy người cười um vậy? Mới tới tháng mà. Ảnh mà càm ràm với lại nóng tính là anh rút lui luôn á. Em không có càm ràm đâu anh. Khó chịu không? Em có khó chịu tí thôi. Nhân sự khó chịu lắm. Lên hỏi gì cũng cự chứ. Nhưng mà em nghĩ là em mới có thể làm cho ảnh vực dậy luôn được giống em anh. Ồ vậy hả? Dạ. Em không, có thể quản lý anh được đúng không? Dạ đúng rồi. Anh này anh hiền lắm. Nhưng mà đừng có gọi là gì ăn hiếp đàn trai quá nha. Em con cọp chứ em không có giữ đâu anh. Trời ơi. Nhìn em hiền không? Quá hiền. Bên đây em tuổi gì ta? 38 tuổi con gì ta? Tuổi thân anh. Tuổi khỉ. Tuổi khỉ hả? Cọp với khỉ hả? Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em sợ đàn ông mê tín lắm anh. Mê tín, sợ mê tín hả? Dạ giống như tuổi thân với dần á. Dần em... thân tị hợi là tứ hình xung đó. Em có mê tín không? Dạ em không có mê tín. Thí dụ giờ hai cái tuổi mà không hợp với nhau á, em có chịu lấy nhau không? Thì giờ cuộc sống mình bây giờ hiện đại rồi, cái tuổi tác tôi có quan trọng vấn đề với tính cách con người thôi anh. À. Không có mê tín. Anh này anh hiền lắm, khoảng bao lâu cưới được? Em nếu được thì đẻ luôn à, không sao hết. Trời ơi, chưa cưới đẻ luôn ghê vậy. Nghĩa là cưới xong đẻ đó chị. Không. Đẻ luôn được không? Được anh. Được không? Được. Em thích trai hay gái? Đừng BD là được rồi. Hả? Trời ơi trời, cái vụ này khó nói lắm. Sao cũng được, đừng BD dạ, nữa. Miễn anh đàn ông là được rồi. Đó, cái đó mới mệt đó, cái đó mới mệt á. Đàn ông 100%. Chắc không? Chắc. Được không? Được. Anh là đàn ông em ơi. Ừ.
Rồi, ngon lành ha. Anh là đàn ông rồi. Khẳng định luôn rồi. Bây giờ mình có đi với người nhà, có người thân, có ai hỗ trợ mình không? Dạ, em có bạn bè với đồng nghiệp em đang ở dưới ạ. Rồi, cho chị gặp bên đại diện bên nhà gái. Dạ, em chào chương trình ạ. Em chào Nguyễn Linh, chị Cát Tường ạ. Theo em nhận xét thì em thấy anh này cũng hiền lành và thật thà, dễ thương. Cho nên là nghĩ là anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được không? Dạ được ạ. Anh đàn ông không? Dạ đàn ông. Đàn ông. Em thấy được hả? Em trai đi với ai? Em đi với mẹ của em. Có bác hả? Dạ chào bác. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Bác là mẹ của Duy Linh. Duy Linh cũng hiền lành, cũng đi làm về tối rồi cũng phụ mẹ lo công việc nhà. Thế con dâu tương lai thế nào bác? Dạ dâu thì bác thấy là cháu cũng vui vẻ, hiền lành, đẹp. Bác chịu bác không? Thích. Dạ. Dạ chịu. Bác cũng mong cho hai đứa tìm hiểu với nhau đi tới hôn nhân. Cảm ơn bác nha. Dạ cảm ơn bác. Hai bên cũng đã khảo sát rồi, bây giờ vấn đề còn lại là hai đứa nha. Mở cửa trái tim. Quà gửi cho em. Dạ. Cảm ơn anh, dạ. Em tặng anh. Dạ, cảm ơn em. Em có cảm nhận gì về anh? Đêm đêm mất kiến mua cái đó. Kiểm tra nhân sự á. Kiểm tra anh có phải đàn ông không? Cái đó kiểm tra sau, anh thấy em thế nào? Thì nhìn em cũng dễ thương. Những thời gian mà rảnh rỗi á, anh thường làm gì? Rảnh rỗi thì nếu mà ở nhà anh dọn dẹp nhà cửa. Anh có rửa chén không? Có rửa chén. Cô này cô cứ lo chuyện rửa chén không à. Công việc của anh có hay thường đi công tác không? Công việc thì cũng hay đi công tác. Anh có thường kết hợp việc công tác với việc du lịch? Cũng có em, cũng có. Ví dụ như mình đi công tác mà có thời gian á thì mình ở lại chơi một hai ngày. Anh ở lại anh nhớ rủ em đi chơi theo ha. Ok, sẽ mua vé cho em ra đi chung nha anh. Em đang suy nghĩ tới có con thì em sẽ dạy con bằng tiếng Anh, tự em dạy luôn. Không biết anh có thích vậy không? Rất là tốt, mình hướng cho con đi theo tiếng Anh thì càng tốt. Vậy hai người nói chuyện tiếng Anh khúc nghe coi coi. Bắt đầu. How you think about the future? Have a baby? You like a girl, a boy? You mean the children, our children? How many children do you want to have? I want to have two children. One two. Boy, one girl. What? Mệt quá nói tiếng Việt thì dễ hiểu đi. Lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Em nghĩ là không cần phải là một người nào đó phải giữ một cái số tiền của hai người. Tuy nhiên là hả biết chăm lo cho gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Tâm đầu ý hợp quá ha. Nếu mà quen thì cuối năm em lấy được không? Cuối năm mình kết hôn được không? Em cũng muốn lập gia đình rồi. Thế nên là cuối năm được, không sao hết. À, vậy là tốt rồi. Anh nghĩ mình đến đây cũng là cái duyên của mình rồi. Em tin duyên nữa. Quá tốt rồi. Nếu mà cái duyên đó mà mình phát huy được thì thành cái nợ để mình... Lâu đài tình ái bắt đầu. Anh ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vươn đôi phồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Hai. Đẹp đôi, đẹp trai, xinh gái, các bạn đủ cảm nhận để chúng ta có nên bấm nút hay không? Và nên nhớ, bấm nút, chúng ta cần có trách nhiệm với việc bấm nút của mình nha. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lâu nha. Để em hôn anh. Tuyệt vời. Rất ấn tượng. Và đây chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. Dạ vâng. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải ạ. Năm nay 28 tuổi, hiện nay em đang công tác tại ngân hàng OCB Phương Đông ạ. Ngân hàng Phương Đông? Dạ. Bạn làm chuyên về gì? Em làm chuyên về tín dụng doanh nghiệp ạ. Tín dụng doanh nghiệp tức là cho doanh nghiệp vay vốn. Đúng rồi ạ. À. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Thanh Hóa. Dạ cảm ơn bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước.
Em chào chị Cát Tường ạ, em chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Em tên là Diệu ạ. Diệu. 23 tuổi. Diệu hiện giờ đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh ạ. Nhưng mà lý do tại sao em đến với chương trình? Em muốn tìm một người bạn trai. Thế từ trước tới giờ là mình không có bạn trai? Dạ có. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi ạ. Tại sao 2 năm mình không tìm được? Lý do tại sao mình ế? Có thể là em hay xét nét rồi với lại em hay để ý để moi móc cái tật xấu của người ta. Trời đất ơi, chi vậy? Sao bạn? Bạn thấy sao? Nói chung là cũng hơi gây gai go go. Hơi gây go go chút. Tính bạn như thế nào? Tính em thì thẳng thắn, người cởi mở với bạn bè. Họ đồng trong công việc. Có hay moi móc cái xấu của bạn bè không? Dạ không, cái xấu nó thì tự họ biết, họ suy nghĩ, họ điều chỉnh lại do chính mình, chính bạn đó thôi, chứ mình không có soi mói gì hết. Bạn có đặt ra cái mẫu người, cái chuẩn của bạn như thế nào không? Ngoại hình thì em thích người cao ráo, đôi con một tí, bụng bự. Hả? Cái gì em? Bụng bự. Tại sao vậy? Sao thích người bụng bự? Nhìn nó cảm giác nó ấm áp rồi. Trời đất ơi, cái vụ này lạ nữa à. Bên đó bụng bự không anh Linh? Hả? Ồ, bữa nay sao mình gặp hơi toàn là rồi. Mà nghe này lạ nha, bụng bự hơi ấm áp chút xíu. Nhưng mà bên đó có bụng có bự không? Bự. Thiệt không? Bên đây đô. Bụng bự. Nãy giờ là bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn vậy rồi. Bạn thấy như thế nào? Chắc cũng đáp ứng được 70-80% anh ạ. 70-80% ha. Wow. Bạn cao ráo hả bạn? Dạ em cao 1m76 ạ. À, quá tốt. Mình ha. Có nhận thấy khuyết điểm của mình là gì chưa? Dạ, khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và nói chung là cũng hơi ít nói xíu. Không sao, đàn ông mà ít nói là tốt. Bạn làm ngân hàng thì ở trong ngân hàng nhiều cô gái xinh lắm. Dạ vâng, hiện tại thì bên chỗ em thì cũng có rất là nhiều chị em rất là xinh. Nhưng mà đáng tiếc là các chị em cũng có gia đình hết thôi. Thì mình không đụng chạm được cái gì nữa. Không rồi, không đụng chạm thì được hết hả? Hàng của mình có người sở hữu hết rồi anh. Thế bạn có cái tài năng, cái năng khiếu gì không? Dạ sở trường em cũng không có sở trường gì nhiều chị ơi. Thế rồi mình gặp cái người đối tượng mình, nếu mình thích rồi mình lát mở màn lên, mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình sao, mình bật xi nhan đèn đỏ cho người ta biết làm sao? Chắc là đá nông nheo gái chị ạ. Đá nông nheo đâu, đá sao đá coi thử rồi. Dạ chị. Đâu đá đi. Thôi. Đá một cái vậy thôi hả? Đá nhiều nhiều cái. Đá sao hồi rồi cái tự nhiên một cơn gió độc thổi qua là dính luôn vậy nè đó. Chắc cũng hy vọng như vậy chị ạ. À nhưng mà rất là có duyên, mặc dù ít nói nhưng mà rất là duyên, đá lòng nhau thôi ha. Những cái vấn đề ở đây là cô này cũng hơi khó tính một chút xíu, có hay xét nét hay bắt lỗi người khác nữa, thì bạn có ngại chuyện đó không? Chắc nếu mà bạn ấy bắt lỗi thì chắc cũng bắt lỗi em rất ít lắm. Hả? Cũng ít khi được bắt lỗi được em lắm á. Sao vậy? Cái nơi em lòn lách giỏi. À đây là mình lòn lách giỏi thôi chứ không phải là mình không có lỗi đúng không? Đúng rồi, ai cũng có lỗi hết chị ạ. À có nghĩa là trước mặt là mình cứ là hoàn thiện, sau lưng là mình có quyền có lỗi. Lỗi không ý em nói không phải là có lỗi, nhưng mà đôi khi anh em đi chơi bời thì cũng đừng có thổ lộ gì nhiều chứ bạn. Chơi bời đâu? Chơi bời gì? Đi nhậu hoặc đi hát karaoke hoặc đi đâu đó uống cà phê đấy, tập sáu mấy anh em ngồi chơi với nhau, tâm sự với nhau, đừng có tâm sự với các chị em phụ nữ là được rồi. Đúng rồi, không cho biết vậy thôi, đi nhậu biết gằn nhằn mệt lắm. Đúng rồi. Có chung thủy không? Dạ có, em thì xác định giờ này. Mấy vợ mấy bồ? Một bồ thì không có biết, nhưng mà một vợ thôi. À, mấy con? Dạ không, chắc cũng đến hai con. Hai con ha, một vợ hai con không có lăng nhăng nha. Dạ. Anh cũng dễ thương lắm em, nhưng mà em bớt xuống đi nha. Hello. Chào anh. Cái gì anh thấy cũng được, trầm tính, thẳng thắn, thật tình, nhưng mà cái ý mà gọi là hay soi mói tật xấu người khác á, anh thấy cái này nó hơi kỳ kỳ á. Mình bỏ bớt đi. Hả? Bởi vì ai cũng có cái xấu chứ, bạn nói thẳng quá đó, nhiều khi mình cũng góp ý mê mé thôi, được không? Dạ. Vậy thì đỡ hơn. Mình phải thay đổi một tí, mình phải nhẹ nhàng. Cái đó là được rồi, tôi nghĩ như đó là được rồi. Không, đó những góp ý của anh Linh là rất chân thành đó, mình nhẹ nhàng dễ chịu chút xíu thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Kéo màn lên. Khó chịu như chị là ở một mình, nha. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Em có điều gì hỏi anh không? Lúc nãy anh có nói là anh luồn lách giỏi. Không, ý luồn lách là tức là trong công việc thế nào, ít khi đôi khi là anh em đi chơi về thì đừng khai báo gì với vợ con ấy. Đôi khi thì mình đi chơi về khuya xíu rồi vợ cằn nhằn, nói anh còn Linh nói cằn nhằn. Đúng rồi, rất là đúng, chính xác, anh công nhận điều đó. Sao em có hỏi điều gì anh không? Sao anh không hỏi em?
Thì em... Anh không hỏi em mong muốn người như thế nào? Ừ, em mong muốn người như thế nào? Như anh được không hay là đòi hỏi cao hơn? Nhưng mà giờ á, anh làm ngân hàng đó, tiền ai giữ? Thì chắc chắn thì cho vợ giữ không nổi thì chắc là gửi kiệm. Hồi nãy anh nói là anh luồn lách giỏi nên là em không có tin cái khoản này. Không phải là luồn lách giỏi, ý em nói là bạn hay soi mói về cái điểm yếu hoặc là điểm tật xấu của đối phương hoặc là một ai đó, đúng không? Thì cái đó là ý mình không phải là luồn lách giỏi, mà cái vấn đề là mình nói là ít để cho đối phương thấy những điểm yếu của mình. Đấy, ý mình là trong lòng mình nói là như vậy chứ không phải là mình không không có cái suy nghĩ sâu xa gì như luồn lách cái này cái kia đâu. Đây, cuối cùng là bạn cảm nhận người bạn gái ngồi phía trước mặt mình là người như thế, thấy như thế nào? Cảm thấy bạn là một người rất chi truyền thống. Có hợp với mong muốn của bạn không? Dạ có, em thì cũng muốn tìm một người phụ nữ rất là kiềm đạm hiền lành, biết lo cho cuộc sống gia đình. Cũng chỉ mong muốn vậy thôi, cũng không đòi hỏi gì. Thấy bạn nam là thật tình đấy, ưng cái bụng rồi đấy. Bạn nữ thì sao bạn? Anh không được sâu sắc như là em mong đợi. Anh thấy anh ấy cũng sâu sắc đấy chứ. Anh muốn tiến đến một cái gì xa hơn đấy. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi, hết giờ. Đó cũng chỉ là những trao đổi ở những cái nhìn đầu tiên. Và quan trọng là chúng ta hãy chậm lại. Anh nghĩ đây cũng là một người đàn ông của gia đình đấy mà. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết giờ. Mời bạn. Mình nghe có 2 thì mình đã nghe bạn trai đã bấm nút rồi. Bạn gái thì vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình lúc nãy. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai mà bạn lại không nhấn nút? Bạn không có đồng cảm với anh ấy ở cái điểm nào? Chắc có lẽ là tại vì em cảm xúc em chưa có. Không có nên là em đang cố tìm ra cái mà em không hài lòng của anh ấy. Chứ thật sự là anh ấy không có cái gì mà... Chứ là chưa rung động con tim của mình. Dạ đúng rồi. Bạn trai thì sao? Dạ thì cái đó là cái quyết định của bạn ấy thôi. Chứ cũng không ai là do em. Em cũng muốn hướng tới một cái gì đó thực sự hơn, chứ không phải là sống kiểu sống ảo không này kia nữa. Về phía tôi thì tôi cảm nhận bạn như vậy. Mình mà từng nghĩ rằng anh Quyền Linh cũng cảm nhận như vậy. Có nghĩa là thấy sự chân thật của bạn và cái sự mong muốn tìm đến một cái hạnh phúc của bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Ơi, hợp lý quá ta. Mời nhà gái. Chào cô gái. Tôi là tôi thấy khoái nhà trai rồi đó nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn kế bên và xin chào khán giả. Em tên Lâm Quang Văn, 29 tuổi và ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là quản lý công ty vận tải và tổ chức sự kiện. Làm ở đâu Văn? Dạ, em làm Củ Chi anh. Rồi nhà mình ở đâu? Dạ, Củ Chi luôn ạ. Hiện nay Củ Chi mình ở với ai Văn? Dạ, hiện nay là ở với ba mẹ. Lấy vợ về là chắc chắn là làm dâu Củ Chi rồi ha? Dạ, lấy vợ về là ở nhà riêng. Em có nhà riêng rồi. Ngon lành luôn. Tới bạn gái nè. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, bạn nam bên kia và quý khán giả trong trường quay. Con là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1994, đến từ vùng đất Sen Hồng là Đồng Tháp. Hiện đang là dược sĩ, là quản lý cho một nhà thuốc thuộc chuỗi nhà thuốc ở khu vực Đồng Tháp luôn ạ. Mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm đi Văn. Khuyết điểm của em là về, ít về nhà mà ít nói chuyện với ai lắm. Ở nhà có ba mẹ mà không nói chuyện với ai là mệt lắm rồi nha. Dạ tại vì khuyết điểm em mê làm lắm. Mê làm? Dạ, làm tới 1-2 sáng ngày nào cũng vậy hết á. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Ba mẹ em mới có 51 à. Ừ vậy được. Chứ để ba mẹ lớn tuổi rồi phải chăm sóc người kia mà lo làm không ai lo cho ba mẹ nha. Dạ. Ưu điểm của em thì em mê làm lắm, gì em làm được hết. Nói chung là em chịu học. Còn đi đâu chứ đi du lịch với mình thôi, chứ không có đi ngoài. Đó. Sao người gì mà hoàn hảo dữ? Trời, nhà trai tôi là đi làm xong về nhà. Trời hay quá. Ừ. Rồi bây giờ mình nghe ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng, hay cười, biết quan tâm và chia sẻ. Em hay giúp đỡ người khác. Còn điểm yếu của em là em chưa có giỏi về các môn năng khiếu như là ca hát nè, hay là trang trí nè, hay là nấu ăn. Thì nấu ăn chỉ nấu được một số món đơn giản thôi. Đúng rồi, với lại thêm cái là em dễ xúc động. Con gái mà. Trời ơi, nhà gái tôi cũng đơn giản dễ thương lắm, không có cái gì hết trơn trời. Văn có mấy mối tình rồi Văn? Đi học thì em không quen ai đó. Xong rồi vừa ra trường đó, em chỉ quen một người. Là chỉ có
quen 8 năm mà chia tay không đến điểm nhau là thôi luôn, tới giờ chúng tôi yêu 8 năm là sâu sắc lắm á, mà sao chia tay Văn? Bên kia người ta thấy mình không, trước đây nhà mình cũng nghèo quá, người ta kiểu như người ta khi dễ, nên từ khi đó về sau là em cố gắng em làm, không có nghĩ tới cái gì hết. Đó là cái động lực để em làm kiếm tiền rồi đúng không? Giờ hiện tại là em không còn cần, em về giờ là em lo đủ chi sức rồi. Giờ là có nhà riêng luôn rồi đó. Em khỏe rồi. Từ đó tới tới nay là bao lâu rồi? Tính ra cũng từ lúc chia tay tới 4-5 năm mà. Bạn quá giỏi đó chứ, 4-5 năm mà bạn đã gầy dựng lại được một cái gọi là có tài sản, vậy là quá giỏi rồi. Đúng không? Chúc mừng bạn nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, nhà gái của chúng ta bao nhiêu mối tình rồi? Nhà gái của chúng ta bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng chưa trải qua mối tình nào hết á. Thì lúc đi học cũng lo học thôi à. Còn khi mà ra trường đi làm thì dành nhiều thời gian cho công việc á, là mình ít ra ngoài, mình có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người khác. Còn trong cái số người mà em có biết á, thì cũng có qua tìm hiểu, nhưng mà cảm thấy không hợp nên là mình không thể tiến tới được. Có thể là về tuổi tác lẫn cái không cùng quan điểm luôn, là hai người không có điểm tương đồng nên là không thể tiến tới được. Sao? Cảm ơn chú. Chào bạn gái xinh đẹp dễ thương. Dạ con cảm ơn. À, chưa mối tình dắt dai luôn. Chưa mối tình nào hết. Bên đây có mối tình nhưng mà nó có tổn thương. Bây giờ là họ muốn tìm để gọi là bù đắp cái tổn thương đó. Dạ. Bây giờ mình muốn một người đàn ông như thế nào để mình gọi là chọn làm tấm chồng tương lai? Dạ con, cái mẫu người của con là thứ nhất là có công việc ổn định. Quá ổn định. Dạ, thứ hai nữa là người nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm. Dạ, rất ấm luôn. Là người lễ phép nè, hiếu thảo, có tinh thần cầu tiến, sống có trách nhiệm và biết yêu thương chăm lo cho gia đình. Có đủ luôn. Còn gì nữa không? Cao lớn, dạ, mập mạp. Về ngoại hình thì dễ nhìn thôi, con không có đặt tiêu chuẩn gì quá cao đâu. Có thể là cao hơn con tầm một cái đầu là được. Chà, câu nói đầy ẩn ý à. Dạ. Thấp hơn chút được không? Thấp hơn. Thấp hơn chút xíu. Dạ, không sao ạ. Không sao ha. Dạ. Quan trọng là người ta có nghị lực sống, người ta có sự phát triển, người ta yêu thương mình là được rồi. Còn thấp cao đừng có quan trọng ở đây. Dạ. Mập ốm cũng quan trọng không? Nha. Dạ. Chân thành là được. Dạ. Yêu mình là được. Quan tâm mình là được. Không lăng nhăng là được. Dạ. Bên kia không cao bằng hả? Xém bằng. Để tôi qua tôi coi. Qua đi, xém thôi. Rồi sao? Miễn sao người ta cao hơn cái đầu là được rồi. Chào em. Chào chị. Trời ơi, sao bà dễ thương quá vậy? Không có hai người bạn bệnh đó. Này, hai chị thấy em giống em luôn không? Giống y chang. Em, hồi nãy em nói em thích người nhẹ nhàng hả? Dạ. Ừ. Đưa người nhẹ nhàng qua trước đi. Đưa tôi mượn người nhẹ nhàng qua trước. Người bên đây nhẹ nhàng lắm. Dễ thương, cưng lắm. Trời đây. Ơi. Sao mà giống dữ vậy trời? Tại vì cái này là theo em từ nhỏ tới lớn luôn anh. Phải không? Tại vì từ xưa từ nhỏ tới lớn là em là bạn bè em là kêu em Doraemon không à. Nói chung là Doraemon mà có túi thần kỳ, cái gì cũng làm được hết. Nói chung là mình chủ yếu là cái não mình cao trước thì từng còn cái mình thì đúng sao? Rồi. Bây giờ mình khuyết điểm em, nhiều khi khuyết điểm em là em ngại với bạn bè là vậy. Nhiều khi mình cái cơ thể mình không kia, có ngại gì hết. Dạ nên em không có em mướp mít dễ thương. Dạ. Nhớ sắm áo đầm đậm như đó được, nhớ chút xíu được ha. Em không sắm đầm đậm chút nữa được. Em ơi. Dạ. Nó bật ngửa không? Thôi được rồi. Rồi. Cục cưng của em á. Cục cưng á. Hai cục cưng bên đây. Hai tục tưng dễ thương không? Thật ra chị rất, chị nhìn em chị rất là có cảm tình. Yeah. Bởi vì nhìn rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Bây giờ hình mẫu lý tưởng của em là cái gì? Dạ, lý tưởng của em hiện giờ chỉ có người phụ nữ gia đình thôi. Giờ em chỉ cần ba mẹ em vẫn không mấy lắm mà. Giờ em cần quen một bạn nào để cưới, là có tình cảm là cưới thôi. À. Nói chung là em giờ... Nó xinh xắn giống Suka đó. Dạ. Dạ không cần cái gì, chú với biết chăm lo gia đình này kia đâu, chịu khó này kia được rồi. Bạn gái bên kia chưa có mảnh tình dắt dai. Dạ. Luôn đó. Bạn bên đó nó cũng cùng em mà cùng ngành đây chứ. Trước đây em là học, em tốt nghiệp kỹ thuật y sinh. Ồ vậy hả? Dạ em học kỹ thuật y sinh là chuyên về thiết bị máy móc bệnh viện á. Học tốt nghiệp trường đại học Nguyễn Tất Thành á. Nhưng mà em làm trái ngành, tại em đam mê về xe. Ừ. Giờ hiện tại nó làm xe thôi. 4 năm làm xe thôi mà em có được chăm lo được cho gia đình, gọi là thoát nghèo.
rồi còn có thêm cho mình một cái tài sản riêng nữa. Em có tự hào về bản thân mình không? Dạ, nói chung là em rất là gọi là mừng lắm. Tự mình làm hết ở nhà kia, nhà em kêu mày bớt làm đi, mà thôi làm được tới đâu thì làm, ráng cố gắng. Dạ, tự hào đó, anh thấy em anh tự hào lây nữa đó. Mình rất là xúc động về cái câu chuyện bạn này luôn. Rất là hay. Chứ trước đây ở nhà là nhiều khi người ta đuổi đi không, bây giờ thì về nhà của mình riêng hết rồi, giờ không còn cần lo gì nữa hết, giờ sẽ sống mình thôi. Hay quá. Dạ. Bây giờ sau này cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải cố gắng như em đã từng cố gắng. Dạ. Bởi vậy em thương ba mẹ gia đình này kêu lắm. Nên đây nói không tới ra đường. Vẫn rất là xúc động luôn nè. Không có ra đường chơi nhà mà. Thôi nói chứ cũng đừng có bi quan quá em. Dạ. Hãy lạc quan mà sống. Với những cái gì mà em đã trải qua rồi, anh nghĩ rằng là em không còn gì để gọi lo lắng, không có gì làm em chùn bước được đúng cả. Rồi. Dạ, đúng. Với cái người lực của em, anh tin là em làm được rất là nhiều nữa, còn làm được nhiều hơn nữa. Dạ. Và một cái tương lai tươi sáng còn gọi là chờ em ở phía trước nữa. Dạ, em tự phát triển. Dạ. Không có tự ti gì hết nha. Dạ, dạ. Chị Lan giống em đó, mỗi lần chia tay là chị Lan giàu hả? Chia tay chị Lan giàu. Dạ. Kỳ. Dạ thôi đừng chia tay nhiều quá chị, khổ lắm. Đúng rồi. Giờ tôi giàu lắm. Kệ. Bà ham giàu mà cần chia tay hả bà Hai? Tôi giàu á, tôi chia tay tôi giàu, cho nên tôi cũng quan trọng tôi chia tay bao nhiêu lần. Ai muốn dám lấy bà nghe câu nói nữa. Tôi muốn giàu, cái chia tay là mỗi lần chia tay giàu. Vậy là muốn giàu đúng không? Thật ra thì đó là cái phương châm của Lan. Bởi vì khi mà mình chia tay một cái mối tình đó, mình phải luôn ngẩng cao đầu mình sống làm sao để cho người ta nhìn mình người ta phải tiếc. Được, câu này được, giống như bên đây. Đó. Đừng nói là mỗi lần chia tay giàu, muốn chia tay hoài, muốn giàu là đúng tại không? Muốn tránh nỗi đau thôi. Được rồi, nói tội nghiệp bé nó chưa yêu lần nào. Nó sợ. Cuộc sống nó phức tạp lắm không? Không có gì màu hồng như mình nghĩ đâu. Nhưng mà bạn ấy đã trải qua những cái gọi là hỉ nộ ái ố trong cuộc sống rồi. Thì bạn ấy là người rất là vững chắc luôn nha. Mình có thể dựa vào bạn ấy, không có ai có thể lấn mình được hết. Bây giờ không ai hiểu các bạn hơn người nhà của các bạn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta hãy hỏi người nhà đi. Đi với ai đây cô gái? Dạ hôm nay là người thân bận nên là không có lên được. Con rồi, không cần. Có chị Ngọc Lan đúng hỗ trợ rồi. Em đi với ai cưng? Dạ em đi có mình, tại vì công ty em về đây luôn. À vậy hả, rồi dạ. Có chú Quyền Linh hỗ trợ. Nhiều khi muốn một mình nhưng sao. Dạ mở rào. Trời ơi nó hợp. Giống như hai anh em song sinh vậy ông ơi. Tới luôn. Đó. Có quà tặng bạn không? Dạ, em cảm ơn. Em cũng có. Rồi, cảm ơn. Nhiều khi nhìn thấy này thấy giống mình luôn á. Dạ. Mở ra coi bạn gái tặng gì vậy? Anh có thể mở ra xem nha. Đúng rồi. Dạ. Anh có thích đọc sách không? Rồi. Rồi, anh là khoái học nhất luôn. Cái gì cũng học. Coi. Anh là cái trang bìa anh em có ghi một câu nói tâm đắc của em á. Anh đọc ha. Anh đọc nha. Dạ anh đọc. Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không cần nhớ, và biết nhận mà không cần hề quên. Thân tặng anh. Cảm ơn em. Nói chung cái gì mà sách hay gì học hay ghi đồ là anh mê lắm. Nói chung là mới học. Về đọc hết cuốn này để mình hẹn hò cho nó thành công nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, em gửi tâm... anh quyển sách này thì để những lúc rảnh á thì anh có thể đọc cho em nghe, hoặc là anh đọc xong thì anh sẽ kể lại cho em nghe, tại vì em cũng ít có thời gian để đọc sách á. Dạ. Cũng rất mong là gì đó. Ngồi ghế. Cậu cũng thông minh mà không đọc được, đưa người khác đọc kể cô nghe. Yên tâm, sẽ có người khác đọc. Rồi quay mặt qua bên kia kìa. Ừ. Hiện tại em đang ở đâu? À, em ở Đồng Tháp anh. Làm nguyện Đồng Tháp luôn hả? Dạ. Rồi ví dụ mà sau này đã quen được mà về được, có chịu về Sài Gòn sống được không? Dạ thì nếu mà tìm hiểu nhau cảm thấy hợp, tình yêu mình đủ vững chắc thì có thể mình xem xét lại. Còn thí dụ mà còn anh á, thời gian của anh nhiều khi anh đi làm nhiều quá, như thường thường anh giờ hành chính á, giờ hành chính là anh đi làm công ty, cuối tuần thứ bảy nhật anh đi tổ chức sự kiện, chương trình anh phải ánh sáng này kia cho người ta. Rồi nhưng mà anh vẫn dành thời gian, thí dụ mà có thời gian dành cho em nhưng mà không nhiều. Nhưng mà tin nhắn này kia là vẫn có, ví dụ mà giờ thì em có buồn hay gì không? Dạ không sao anh, tại vì mình phải hiểu nhau. Dạ, mình phải hiểu nhau. Em có hỏi gì anh không? À, dạ, anh quan niệm về tình yêu như thế nào? Nói chung anh quan niệm tình yêu là cái nhất phải tin tưởng nhau, cái thứ hai là phải tôn trọng nhau, và cái thứ ba là
hai người cùng nhau cố gắng là được, đủ sống. Em thì cần rất là cần sự chung thủy nè, rồi biết lắng nghe và chia sẻ. Để mình đi làm ở bên ngoài á, là công việc rất là mệt rồi, thì về nhà có người để mà tỉ tê nhau, nghe những cái câu chuyện buồn vui thì rất là hạnh phúc luôn. Đúng rồi, nói chung là phải hiểu nhau là được. Em cũng cần sự nhường nhịn nữa, biết nhường nhịn cho nhau. Khỏi lo, anh chịu đựng giỏi lắm. Em có thể nói chuyện về y tế được, bởi vì Nam đã từng học đại học chuyên ngành về y tế đó. Trước đây anh học là anh làm bên y tế, ngành y là 2 năm, về thiết bị máy. Máy móc bệnh viện là tất cả những máy anh đều trải qua hết. Anh học trường nào ra? Nguyễn Tất Thành. Anh học Nguyễn Tất Thành, xong rồi sau đó anh về viện lý y sinh thêm 2 năm nữa. Là xong rồi ra trường là đi làm luôn. Làm 2 năm ráng cố gắng kiếm tiền để mua âm thanh, mua đồ kia, giờ về quê làm. Xong rồi mê xe, cái chuyển qua ngành làm xe. Cái từ từ làm lên quản lý luôn. Dạ. Làm ráng cố gắng lắm. Mình hỏi anh hồi sao đó, vì còn cái quãng đường nó cũng khá xa đó. Nói chung là anh không ngại xa đâu, anh đi thoải mái, đi hoài được, tại vì anh chịu đi lắm. Anh ví dụ mà khi nào em cần anh cần hẹn ngày hay hẹn gì kia, anh sắp xếp công việc được hết. Anh có thể sắp xếp được ha. Được hết rồi, sắp xếp lúc nào cũng được hết. Yeah. Đồng Tháp là ở huyện nào? Dạ, ở huyện Cao Lãnh, nhưng mà hiện tại đang làm ở thành phố Cao Lãnh. Thành phố Cao Lãnh. Giờ cao tốc nó nhanh lắm á. Dạ đúng rồi. Đi cái rột nó tới liền. Dạ, chờ mình tầm tiếng mấy tới thôi. Đúng rồi đó. Em của chị đi là 2 tiếng mấy tới rồi này. Dạ. Vậy là chuyện hẹn hò là quá đơn giản đúng quá không? Quá đơn giản. Vậy thì chúng ta hẹn. Ăn thua là bạn nữ có mở cơ hội cho nhau thì được. Dạ, dạ. Mà anh nè. Có hỏi gì hỏi đi. Dạ, nếu như mà mình cảm thấy hợp nhau thì có thể là tiến tới. Nhưng mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh có thể giúp đỡ gì cho gia đình? Thì nói chung á, khi mà cưới là anh vợ chồng sẽ ra ở riêng. Anh có nhà riêng, ở riêng. Thì cái chuyện ở riêng xong rồi thì tiền bạc thì vợ lo thì mình đâu anh đúng tới. Nói chung anh chỉ muốn đi làm thôi. Còn tiền bạc anh ít, anh dở giữ tiền lắm. Anh đưa tiền nhiêu là anh đem cho người ta hết rồi. Thấy ai khổ khổ là em cho hết. Giống mình đã từng trải cái mình thấy người ta khổ, cái mình đem mình có nhiều tiền túi đem cho hết, không bao giờ dám bỏ tiền nhiều túi. Thì ai đi ra đường thấy ai khổ cũng đem cho người ta hết. Không, vậy mình từ xưa giờ mình khổ cũng quen rồi. Đến giờ mà thấy người ta hoàn cảnh hồi xưa giống như mình, nên thương lắm. Kiểu vậy. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em dễ thương, dịu dàng. Nói chung là dạ. Còn thấy anh cũng mập lắm không? Nói chung anh cố gắng giảm cân đó rồi mà, nhưng mà từ nhỏ tới lớn nó đã vậy rồi. Con người ta sống ra từ sinh ra nó vậy luôn á. Nó không, nó từ nhỏ lên đã mập vậy luôn, chứ phải là lớn mới mập. Tại vì anh cờ rượu chè cờ bạc là không đụng tới gì, uống bia không biết uống giọt luôn. Nhưng mà đi làm thì nhiều khi nó tiếp xúc bạn bè này kia mà không muốn là không muốn. Rồi vậy. Nhưng mà về nhà thì thích trồng cây rồi thôi, trồng lan, trồng đồ là về cái mấy có ba mới 29 tuổi về nhà mẹ mua lan mua đồ về nhà trồng, không ra đường riết ba mẹ rầu về em luôn, rầu luôn, sợ không có vợ luôn á, nên có nhà nhà không à? Anh có biết hát không? Anh biết hát. Anh hát tặng em một bài nha. Cho em xin miếng nước đi. Hả? Xin miếng nước, xin miếng nước. Xin nước tiếp nước đi. Ly cà phê đá. Không, cà phê đá là tắt tiếng luôn đó. Ly nước cam không đường. Cho lon bia ướp lạnh được không? Dạ, vô dạ. Em ơi, vô. Vô. Cảm ơn chị. Vô. Để bển uống luôn. Anh hát một khúc của ca khúc Khi nào kết hôn của Thế Minh. Tại vì giờ 29 tuổi rồi, đứng là bạn bè là cứ ra đường bạn bè cứ hỏi hoài, nên là hát này luôn cho nó đừng hỏi nữa. Cuộc chơi còn vui, bia chưa kịp khui chưa hết hồng, chuyện kia từ từ tính sau. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng bạn cháu con.
Đi đâu ai cũng hỏi đến bao giờ mình kết hôn. Trời ơi lo chi sớm mới 30 tự tự tính sao. Chỉ một câu hỏi suốt ngày hỏi tới hỏi lui, còn chuyện bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi thế mà bạn bè cứ kêu, ê chừng ngày mai cưới giờ, ê đừng nói xui. Cuộc chơi còn vui, bia chưa kịp khui cứ hết mình, chuyện kia từ từ tính sao. Mẹ cha đừng lo tương lai sẽ có con dâu hoàng hiền cùng đàn cháu con. Dạ. Em gái hát lại đi. À, dạ con lúc nãy nói là điểm yếu của con là không có giỏi và năng khiếu đó. Hò đồng nên... tháp đi. Thôi để đáp lại cái tấm chân tình của anh, con sẽ con cũng sưu tầm được một bài thơ. Thì con sẽ những cái câu trong bài thơ là những gì em muốn nói đến anh ha. Đời sẽ đền cho em một tình yêu đủ bao dung ấm áp để nhiều ôm em vào lòng. Sao bao phiền nhiễu, thương em bất chấp tất cả mọi điều. Đời sẽ đền cho em một tình yêu nên em không cần phải suy nghĩ nhiều, chân thành cũng sẽ được đền đáp. Cho nên em hãy tin vào tình yêu. Đã hơi rung nên là cũng mới sưu tầm đây nên là không có nói được trôi chảy à. Chúng ta nói với nhau về quan điểm về hôn nhân gia đình. Đúng cho rồi. Nhau nghe đi. Dạ, thì cái độ tuổi của mình hiện tại thì công việc ai cũng đã ổn định rồi. Thì em cần một mối quan hệ nghiêm túc. Mình sẽ tìm hiểu nhau, mình sẽ tính tới cái chuyện xa hơn là kết hôn luôn. Không có để quá nhiều thời gian để gọi là yêu nhau hay là tìm hiểu nhau với những người khác nữa. Thì nói chung là anh giờ cũng sẵn sàng hết rồi, chỉ cần là có người đồng ý là đến thôi. Rồi, hai bạn có dự tính là kết hôn rồi sanh bao nhiêu đứa con không? Có thích không? Có nói về cái quan điểm đó không? Em thích ba sanh bao nhiêu đứa con? Dạ, em tầm 2 bé. Còn em? Em thì vợ sau em vậy. Hiền quá trời hiền luôn. Bây giờ đứng lên đây đi tới tỏ tình với cô gái đi. Mạnh dạn lên. Chị thấy em vẫn còn rất là nhút nhát, rất là thiếu tự tin. Em nhiều khi á, em làm chương trình cho người ta đông người lắm luôn mà em không sao hết đó. Mà tự nhiên em lên em đứng ra là em bị rung. Không có gì rung hết. Nói chung là em còn bị ám ảnh quá khứ đó. Yeah. Cho nên là mấy cái gì đã qua rồi thì bỏ qua, bây giờ là mình phải tự tin tiến lên phía trước. Mình nắm lấy cái cơ hội này, đây là cơ hội mà để em có được một cái người phụ nữ mà nãy giờ em nhìn em rất là thích, đúng không? Yeah. Đó, thì bây giờ mạnh dạn tới nắm tay cô ấy, nói những cái gì mà thật lòng nhất của bản thân mình từ hồi nãy tới giờ. Và mình mong muốn gắn kết với cô này như thế nào, mình có hứa cái điều gì hay không. Rồi mình nói cho cổ, rồi mình thuyết phục cổ. Đầu tiên là cổ phải bấm nút về với mình cái đã ha. Tự tin lên, tự tin lên. Được nắm tay vậy? Được nắm tay, trời ơi, cấm rồi, trên 18 tuổi rồi. Thôi rồi mình nói chuyện thôi, từ từ nắm. Dù sao gặp đây cũng là cái duyên. Thì nếu mà mong em... nắm tay vô, tự nhiên đứng nói vậy giống như trả bài vậy đó. Nắm tay cô gái chân thành trên, vô. Rồi cái này là bắt tay nha, bắt tay đối tác. Mình nắm tay đó, đây 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 đây. Nắm sao? Ông yêu rồi, người ta chưa yêu, ông hỏi. Vậy dù sao đến đây là cái duyên. Rồi anh cũng mong là mình cho nhau được cơ hội được mình tiến xa hơn. Rồi thì cứ mình cứ được thì cứ được. Anh thì được thì tiến tới, thì sau này chuyện gì là anh lo hết, không có gì hết. Cố gắng về nhau thôi. Nói chung là tình cảm là quý thôi, chứ giờ nói nhiều cũng không được bao nhiêu. Thì cái lời nói của anh, lời hứa của anh ở trên đây thì em hy vọng là hiện tại và tương lai và về sau này luôn anh sẽ thực hiện đúng như vậy. Dạ, cảm ơn. Sao nắm tay rồi thấy làm sao? Anh khá là lạnh. Vậy hả? Dạ. Em có thấy rung động không? Em có thấy rung động không? Dạ có. Dạ có một xíu. Để không. Tay vào nút bấm đi em trai. Ở phía tay trái đó. Đâu ta?
Em đây, cái gì? Chị hỗ trợ cho. Vâng, xin ngồi sát vô. Rồi. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy suy nghĩ lại về những cái giây phút vừa trải qua. Chúng ta nói cái gì với nhau? Liệu rằng cái lời nói đó có tạo nên cái niềm tin cho chúng ta hay không? Và những gì chúng ta nói thì chúng ta phải thực hiện nha, chứ không phải là nói suông đâu. Và khi mà các bạn quyết định, các bạn bấm nút thì các bạn phải có trách nhiệm với cái nút bấm này. Bởi vì đây là một sân khấu, một cái sân chơi để cho các bạn tìm hiểu nhau thật sự. Và chúng tôi cũng bỏ thời gian, bỏ công sức ra để tìm hai cái hồ sơ cho hợp nhau. Nên các bạn phải thật là thật lòng với cái nút bấm đó, chứ không phải là bấm cho vui hoặc là vì một lý do nào đó nha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Nắm chặt tay nhau nào. Đó. Anh ấy rất là chân thành. Tôi nghĩ rằng người tốt đó. Nha. Dạ. À, cố gắng tạo cho anh ấy một cái cơ hội để anh ấy có thật nhiều cơ hội để chứng minh được tình yêu của mình. Ráng lên nha Kinh. Dạ, dạ. Đừng có tự tin trong cuộc sống nữa. Dạ. Đừng có tự ti bất cứ điều gì nữa. Dạ. Mình đã có một sự thành công nhất định rồi. Mình không có gì để tự ti trong cuộc sống cả. Bây giờ chỉ có một cái là tập thể dục cho bụng nó xuống chút xíu nữa thôi là được. Thật ra tập là cho em khỏe chứ đúng không rồi. Phải nói về body của em. Đúng rồi. Tập cho nó khỏe xuống xíu là được rồi. Ngày nào cũng ráng bơi, ráng bơi. Ráng cố gắng là. Rủ anh bơi với anh cũng chắc cũng gần bằng rồi đó. Nha. Dạ. Rồi, đừng có tự ti hết nha, nhớ. Dạ. Cố gắng chinh phục được cô gái này. Dạ. Cổ cũng hiền lành, chất phát luôn á. Dạ, em chờ ở nhiêu đây hả? Chờ đó nha. Cố gắng lên nào. Dạ. Bây giờ là coi như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình này. Mình nhìn vô mình chào hai bác, chào gia đình. À, hôm nay tụi con có điều kiện hẹn hò với nhau. Hai bác hỗ trợ cho con thì con hứa gì đó. Nói với gia đình của bạn gái đi. Dạ, vô qua chương trình này thì con cũng thưa với gia đình của bạn gái, bạn nữ. Thì nếu mà được có duyên thì mong được cho phép con tiến tới bạn nữ. Nếu mà hợp nhau. Con sẽ gì? Con sẽ cố gắng lo cho bạn nữ hết mình. Lo hết mình luôn ha. Dạ. Mình này lo không biết chừng nào nó hết nổi đâu. Được rồi. Dễ thương lắm, nhớ nha. Tặng cho bạn mấy Doraemon nữa. Dạ, nhớ Doraemon của anh.